Nhiều các anh chị đang đeo mà bị đau mắt, mờ mắt, nhòe mắt mà không biết lý do vì sao. Đây là một cái câu hỏi của bạn ấy hỏi như thế này đến với chúng tôi. Mắt nhìn gần nó bị nhòe là bị như thế nào? Trong trường hợp này bạn ấy miêu tả là: chào anh, em bị cận 6 độ một năm rồi mới đeo kính lại. Thì hiện tượng là nhìn gần 20 đến 30cm thì bị mờ và bị nhòe, như bị mất nét. Chú ý thật kỹ, tập trung thì mới nhìn rõ được. Nhìn xa thì bình thường, nhưng cũng hơi mỏi mắt một chút. Đo sai độ hay là chưa quen, anh tư vấn giúp em. Đây là một trong những đối tượng đang xem những video ở trên kênh Phùng Huy Hòa đặt câu hỏi như thế, cũng như là dành cho các bạn từ 18 đến 30 tuổi mới bị cận lần đầu hoặc đã từng đeo kính nhưng khó khăn trong vấn đề mà nhìn gần, rồi mới bắt đầu đeo lại sau một thời gian ngưng hoặc là mất kính. Cái nhất anh chị phải xem kỹ ở chỗ này, sai độ khi mà chúng ta điều chỉnh kính nó không đúng độ, thậm chí cái độ của bạn nó thay đổi trong một thời gian vừa qua. Thì trường hợp này là nó dư độ bạn ơi, nó dư độ làm cho nhìn gần nó bị nhòe và nó khó chịu, nên các bạn phải sửa đổi ngay cái trường hợp này. Trường hợp thứ hai là bạn nói chưa quen, đúng rồi, chưa quen, nhưng mà đâu đó chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày thì bạn quen ngay. Còn nếu mà để lâu quá ngoài 2 đến 5, 10 ngày thì đấy là cái độ nó đang dư, bạn cần phải kiểm tra. Cái tình trạng sức khỏe của bạn lúc này thật sự có tốt hay không? Nếu mà sức khỏe bạn chưa tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng đến việc mà nhìn gần nó bị mờ, bị nhòe. Mỏi mắt cũng sẽ dễ ảnh hưởng đến khoảng cách nhìn gần. Khi sử dụng liên tục thời gian dài máy tính hay công việc của mình thì làm cho mắt sẽ bị mỏi và bạn sẽ nhìn gần, thì lúc này nó sẽ xảy ra trường hợp là bị mờ, bị nhòe. Dấu hiệu của một vài bệnh lý về mắt. Tuy nhiên là những cái này nó không đáng nhiều. Nó sẽ gây mỏi mắt nhiều hơn và ngày càng thấy là muốn dừng lại công việc ngay, tăng cái cảm giác nhòe nhiều hơn, mất nét nhiều hơn và ngừng nghỉ nhiều hơn trong quá trình mà chúng ta cần phải làm việc, gây đau đầu. Chúng ta cố gắng nhìn như vậy thì cái đầu chúng ta sẽ bị đau và ta nghĩ rằng chúng ta bị bệnh gì đó, phải uống thuốc, gây buồn nôn hoặc là chóng mặt, xây dập mặt mày. Cái rối loạn thị giác cũng sẽ ảnh hưởng nha anh chị. Bình thường thì chúng ta đeo đúng độ thì nhìn rất rõ, nhưng mà bây giờ hiện tự nhiên cái có lúc thì rõ, có lúc lại mờ và lúc lại rõ, lúc lại mờ. Rồi, hạn chế trong cái việc hoạt động. Khi mà chúng ta sinh hoạt như thế này chúng ta cũng rất là lo lắng, đúng không ạ? Có khi thì người ta chỉ cái đó thì mình nhìn rõ, chỉ có cái này nhìn mờ, và ngược lại họ nhìn cái này rõ, cái kia lại mờ, thì không biết là mắt của mình hay mắt của họ bị vấn đề. Nhưng mà đa số thì mọi người nhìn rõ thì mình lại nhìn mờ, gây ra các cái tình trạng mà suy giảm thị lực. Nếu mà chúng ta cứ để lâu như vậy thì cái thị lực chúng ta sẽ giảm dần. Bình thường mình đeo kính nhìn được 10 trên 10, thế thì sau 3 tháng đến 6 tháng tự nhiên còn 9 trên 10, 8 trên 10, và có nhiều bạn trở thành nhìn 1 trên 10. Đầu tiên là chúng ta phải đo khám cái xem cái độ kính đó như thế nào, có phù hợp với chúng ta hay không. Khả năng cái độ của bạn là cao hơn khá là nhiều, nên chúng ta sẽ gây này là nhìn gần nó bị mờ, mất nét. Điều chỉnh lại cái độ kính hiện tại phù hợp với mắt và phù hợp với, đặc biệt là phù hợp với công việc đang làm việc. Chú ý đến cái môi trường ánh sáng, ánh sáng xung quanh chúng ta là phải đủ, và đặc biệt là ánh sáng ngoài trời thì đấy là ánh sáng mà giúp cho mắt dễ chịu và nhìn rõ hơn, và nghiêng về ánh sáng vàng. Rồi, thực hiện các bài tập massage mắt, anh chị có xem những cái video mà tôi chia sẻ rồi đúng không ạ? Massage mắt để mắt được nghỉ ngơi sau 20 phút hoặc là 45 phút thì chúng ta sẽ có các động tác massage cho mắt, hoặc là chúng ta sẽ có cái máy để đeo massage mắt cho mắt nghỉ ngơi. Sau cái thời gian thì cứ 20 phút chúng ta lại nghỉ, nhìn đâu đó khoảng 20 giây và nhắm mắt lại 20 giây, và cứ như thế chúng ta có định kỳ, mắt sẽ được bảo vệ tốt hơn. Thăm khám bác sĩ định kỳ này, chúng ta nên có cái lịch này, rồi thay đổi cái kính mới làm sao cho nó phù hợp. Hiện nay nó có nhiều cái sản phẩm mới ra để đảm bảo cho đôi mắt chúng ta an toàn hơn, chứ chúng ta thêm vào những cái sản phẩm nó giúp cho bảo vệ mắt. Chăm sóc sức khỏe tập trung vào ở đây là ăn uống này, ở đây là thể dục thể thao này,
ở đây là các cái hoạt động trong công việc hàng ngày này, rồi những cái sản phẩm mà chúng ta bổ sung vào mắt này, tránh làm cho mắt căng thẳng khi mà buồn ngủ, rồi thì chúng ta hãy nên ngủ ngắn này, rồi chúng ta hãy dành thời gian cho mắt được nghỉ ngơi, tránh trường hợp làm quá nhiều công việc sử dụng mắt. Thì thật ra chúng ta chú ý, chúng ta thấy mắt làm việc liên tục. Hòa đang nói chuyện với anh chị trước ống kính này là mắt đang làm việc rồi, nên chúng ta cần có cái thời gian nghỉ ngơi cho mắt, đúng không? Sách và báo thì chúng ta cũng nên xem, nhưng phải chú ý đến ánh sáng và mua các loại sách mà làm sao mà nó có được cái mực in cho nó đảm bảo là sách chất lượng ấy, thì cái mực in nó an toàn cho đôi mắt phản ứng lại thì nó không bị nhòe hoặc là nó không bị cay mắt. Rồi không nên tự điều chỉnh khi mà chúng ta thấy sức khỏe hay chúng ta thấy cái kính chúng ta nó bất an mà chúng ta tự điều chỉnh, hay chúng ta order cái kính ở trên mạng bảo yêu cầu làm đúng cái độ này cho tôi theo cái độ tôi suy nghĩ, thì đấy là một cái sai lầm rất lớn. Chúng ta cần phải thăm khám và kiểm tra chính xác số độ, hoặc là chúng ta order cái nơi mà chúng ta đã làm rồi có thông số cũ mà họ đang lưu lại, thì đấy là độ an toàn nó cũng khá là cao. Một trong những cái cách mà để mà giúp cho anh chị đảm bảo an toàn hơn thì khi bị dấu hiệu gì mà ảnh hưởng đến mắt thì chúng ta hãy đến trung tâm khám và điều trị ngay, tránh trường hợp để lâu quá ảnh hưởng đến mắt, thậm chí là thị lực không còn nhìn được nữa. Nếu anh chị có đóng góp gì thêm thì comment ở phía dưới, chúng tôi đang hỗ trợ các anh chị làm sao để đảm bảo được rằng anh chị nhận được nhiều giá trị hơn. Những cái liên quan đến mắt hay những liên quan tới kính hay liên quan tới độ thì anh chị cứ xem những video ở kênh Phùng Huy Hoàng để giúp cho anh chị hiểu rõ thêm điều này. Cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại.